Có thể là mọi người đang dùng một cái loại mắt mèo ánh trăng nó nhiều nhũ rồi nhưng mà mình chưa biết cách để đẩy cho nó sáng lên hoàn toàn. Thì ở đây Thảo sẽ thử cho mọi người hai màu mắt mèo và Thảo sẽ chỉ cho mọi người cách đẩy, cái cách đẩy mà phổ biến nhất nhé. Thì đối với mắt mèo ánh trăng nó đã có màu sẵn rồi thì mọi người không cần phải sơn nền. Trừ khi mọi người thích màu đậm hơn thì có thể sơn một lớp nền cùng tông ở bên dưới không thì không cần nha sơn bay rồi sơn mắt mèo thôi dùng que 500 huyền thoại này đẩy hai bên cho nó sáng lên này sau đó mọi người sẽ dùng cái đầu nhỏ này lia đi lia lại mọi người thấy mắt mèo nó chạy theo cái đường lia này không nên mọi người thích nó ở điểm như thế nào thì mọi người thể dừng lại nhá hai chiều này không giống nhau nhà chiều đi chiều về không giống nhau nhà mọi người thích thế nào thì dừng lại ở đó đó mọi người thấy chưa kiểu này là kiểu sáng mờ ảo nghiêng bên này thì sáng bừng nghiêng bên kia thì nó sáng một góc đấy là màu vàng trà nhá còn đây là màu hồng này đây là hai màu mà dùng nhiều nhất luôn đấy màu này thì phối với tông thạch cực kỳ xinh hoặc sơn nguyên nó cũng rất là sinh rồi vì màu này tôn da cực cũng đẩy tương tự như vậy và lúc này mọi người nhìn này đó cái mắt mèo nó chạy theo cái hướng nam châm này đây thảo đưa đi lại lại cho mọi người nhìn đấy đó. thích mà dàn đều thì mọi người sẽ đẩy về như thế này đó thích dàn đều thì mọi người sẽ đẩy cái phần mà 500 sang bên kia cho nó đều còn nếu mà thích sang một bên hoàn toàn ấy thì mọi người sẽ lia đi lia lại ở một bên đây này đẩy về một bên đó lia đi lại một bên như này thì nó sẽ kiểu thoát ẩn thoát hiện đấy còn nếu như mà thích cả hai bên thì mọi người sẽ đẩy như thế này đó, như vậy là xong như mọi người ơi Và với một ngón mắt mèo xong thì mọi người sẽ đem đi cố định đèn rồi mình sơn ngón tiếp theo nhé Và đây là đèn hơ Pisan này Đây là cái đèn hơ mà thuộc dòng phân cấp giá rẻ hơn Thiết kế đẹp, cầm chắc chắn mà đèn rất là khỏe nha mọi người ơi Còn đây mắt mèo này, mắt mèo Ramila rất là sáng luôn đó, sắp tới thì bên Thảo sẽ có nhiều màu sắc hơn cho mọi người chọn nhé Còn đây là hai cái màu mà dùng nhiều nhất rồi Sau khi sơn xong mắt mèo thì mình sẽ sơn tốt như vậy là đã hoàn thành xong rồi